chào tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình của Shop Tour ngày 9 tháng 3 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Và trong video này Shop sẽ giới thiệu mới về hai cái máy trà nháp bàn thương hiệu là Rexon. Đây là một cái máy sản xuất tại Đài Loan nhưng mà xuất sang Nhật theo tiêu chuẩn và chất lượng của thị trường Nhật luôn. Máy này đang sử dụng cái điện là 110V. Chúng ta sẽ cùng nhau test thử cái máy nha. Máy này mới về chưa vệ sinh gì hết luôn, nhưng mà chạy rất là ok. Nếu chúng ta có sợi dây đai nhám cuốn từ đây bên đây, ở trên đây nó giống như cái máy trà nhám tăng hay là trà nhám bàn, thì khi mà có cái trà nhám như vậy thì cái rulo nó cuộn vô thì nó sẽ chạy êm hơn, nhưng mà dưới nhám thì em sẽ đặt sau. Bên đây là một cái trà nhám xoay tròn, mình đã bị mất cái cử rồi, nhưng cái này chị có thể về tự chế cũng được. Máy này thì mới về, chưa vệ sinh gì hết. Quay lên để giới thiệu với anh chị là mình đang có cái hàng này, với nhu cầu của mấy anh cũng đang có. Thì nguyên cái máy Rexon này thì shop em đang bán với giá là 3.500.000 đồng, chỉ bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại số 0129 397 8258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Nếu mà đọc quá nhanh thì chị có thể ghi lại thông tin trên giấy để chúng ta sẽ cùng theo dõi. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.